Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Hai câu lục bát này không biết từ bao giờ đã thâm sâu vào tâm tưởng của mỗi người chúng ta. Giản dị, chất phát như tuổi ấu thơ, gần gũi như chính hơi thở của mình, tha thiết như hồi chuông ngân giữa giờ tĩnh mịch, và rất thật như sự hiện hữu của đất trời. Người xưa đã thử khái quát công cha nghĩa mẹ bằng những ngôn từ mộc mạc nhưng đầy hình tượng lớn lao như thế đó. Hai câu thơ đã trở thành ca dao, là lời ru đồng đàn lưu truyền từ đời này sang thế hệ khác. Nhưng những người con của cha mẹ kính yêu vẫn cảm thấy nó chưa thật đầy đủ, vẫn muốn tô điểm cho càng thêm tuyệt đẹp chân dung của hai đấng đã tạo nên và nuôi dưỡng con cái bằng chính máu thịt công sức của mình, bằng vô vàn nỗi gian truân, hy sinh không bờ bến. Ngôn từ của lòng hiếu thảo, dù thô sơ hay hoa mỹ như thế nào đó, tựu chung vẫn là những tình khúc chân thật nhất của nhân loại, bởi nó bắt nguồn từ đáy tâm hồn của chúng ta. Nắng soi trên cuộc đời,
người cho ánh sáng, người cho lẽ sống. Ơn cha hai tiếng thương yêu vô vàn sẽ không phai tàn với bao năm trường. Hai năm nay sao ta quên giữ quy này nghe A Di Đà Phật nhớ kia tam bảo. Thank you.
trước lúc đi xa, cụ cho gọi cháu con và những người đang ngày đêm hết lòng chăm sóc cụ. Dù không nói được nên lời, nhưng trong mắt người đã nói lên tất cả. Cụ để lại muôn vàn tình yêu thương. Cụ thương quý cháu con, gái trai, dâu rể, nội ngoại trang hòa. Cụ luôn mong cho con cháu vui, nhà nhà hạnh phúc. Thì giờ đây, trong giây phút thiêng liêng này, ai cũng muốn được đến gần bên cụ, được nhìn cụ hồi lâu, được nhìn lần cuối nữa. Hình ảnh người đã đi vào tâm trí, tâm hồn người như một tấm gương trong, cho con cháu cùng được soi chung trong suy ngẫm để tự sửa mình. Thật vậy, sinh thành đạo đức do phụ mẫu, từ hiếu chân tâm tại tử tôn. Khi con cháu và thân nhân trong gia tộc lần lượt nhận lấy từng tấm khăn tang màu trắng, màu vàng, người đeo tang là đội tình ân nghĩa. Tình là tình ruột rà máu thịt, ân là ân đức của bề trên, nghĩa là nghĩa cháu con đạo hiếu phải làm tròn. Những tấm khăn tang còn treo trên bàn thờ hay phủ lên linh cữu, đó là khăn tang của những người con cháu xa chưa kịp về dự tang. Bỗng một ngày cha tôi lìa xa tôi, cha tôi lìa bỏ cuộc đời. Cha ơi, một ngày mất cha, con bơ vơ biết đi về đâu. Con gục đầu chỉ thấy đêm đen, con gục đầu chỉ thấy đêm đen. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, bỏ con để đời con chọn kiếp mồ côi. Cha ơi, cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, chọn đời con không còn thấy cha. Tám lần số bát nhập kiếm đồ
Từ lúc sinh thời cho đến tuổi cao, cụ sống giản dị chân tình. Công tác xã hội, việc gia đình, cụ đều chăm lo hoàn thành tốt trách nhiệm của mình. Cụ luôn biết quan tâm đến mọi người, nên cụ cũng được nhiều người yêu, tin và kính trọng. Trong gia đình, cụ đối với con cháu xa gần, gái, trai, dâu, rể, bình đẳng, nên gia đình hòa thuận, nề nếp. Đúng là cha mẹ cần mẫn thật thà, nên con cháu cũng nếp na chuyên cần. Được tin cụ 250 quy tòng tiên tổ, bà con lối xóm, nghĩa khách gần xa, đã không quản trăm công nghìn việc, không quản đường xá xa xôi, đã dành thì giờ công sức đáng kể về thăm viếng và chia sẻ nỗi đau buồn cùng tang quyến. Thật cảm động biết bao trước sự có mặt, sự quan tâm của mọi người. Ân nghĩa này thật là cao rộng, con cháu xin ghi lòng tạc dạ và xin được cúi đầu đa tạ. Thank you.
sớm chiều. Người con mà khôn lớn mai sao oh.
linh tâm điều dưỡng tâm đây đó. Về mình pháp tích phù sinh dưỡng đồ tán phù ơn đối hữu đồ tân nhân thai linh quang hồng nhẫn tại đời đời lối dẫn thị chư ma nhân Phật sơ phó tổng trên địa y tại thầy sức phật ông công di kinh đi thì kinh có vị Việt Nam quốc phải phòng thành hiện thủy vượt đại học xã đại học thôn y vô gia sơ cử phụng phật kim hiệu chủ cụ ai nga thần nguyện thập nhà long tứ thần nguyện tử hi nga thắng nguyện tịnh a nghị nguyện thị nga dung tế nga tử trần an na niệm hoàn văn na dũng học tập tập giới môn na môn nữ tế lời hoài trung tôn đi đà tình chí người về tận kinh tịnh nga mong cô nga phụ linh dầu đen tăng lượng sớ thất nhẫn bao nga thần bánh mì chỗ đất môn được đại tổ chức nước tổ cố cố anh cũng đưa lời hoài tổ anh đi nguyện quy cùng quy hướng ưu ngát a ngã kiến chân định a vũ thị uy ngã siêu chân linh vua một thần đa phù ngã nguyện thị uy ngã lễ nguyện một bảo ngã quy ngã đệ phù thị hồ vị ngân nam thọ sơn đông nàng diệp hoa ngã tàng tìm mọi thuốc hoa đem mà vậy nhiên là nguyện muôn đời đỉnh đại tổ trên thương hồn tổ cô anh linh nhớ một mặt tổ anh linh thương hồn tổ cao nguyện quý cùng quý hữu định chân linh tổ thị nguyện thị quý hợp chân linh hiện đa thị phạm thị uy đa bấm chân linh cửa ai cố cùng bay cho con như mùa xuân luôn mãi nở hoa. Lời cha cho con ôi chan chứa những ân tình sâu xa. Dù cho thân con gom hết lá xanh trên rừng, đông hết lúa thơm trên đồng, cũng chẳng thể đền đáp tình cha. Cha trao con xin nguyện luôn ghi khắc từng giây tình thương nơi cha như bóng mắt phụ cha đời con đây. Tình cha cho con cao vút thái sơn muôn trùng lai láng vi như biển đông, biết đến bao giờ mới hiểu tình cha. Cha ơi, con vẫn nhớ những ngày thơ bé, bàn tay cha bao bọc chở che, ấm áp lời khuyên những thứ tha vô về. Mai đây dù đường dài sóng gió xa khơi,
Cha vẫn là đuốc sáng hồn con và là niềm tin dẫn con đi vào đời. Tình cha cho con như mùa xuân luôn mãi nở hoa. Lời cha cho con ôi chan chứa những ân tình sâu xa. Dù cho thân con còn hết lá xanh trên rừng, đông hết lũ thơm trên đồng, cũng chẳng thể đền đáp tình cha. Lời cha trao con xin nguyện luôn ghi khắc từng giây. Tình thương nơi cha như bóng mắt phủ che đời con đây. Tình cha cho con cao vút Thái Sơn muôn trùng, lai láng vì như biển đông, biết đến bao giờ mới hiểu tình cha. Cha ơi, con vẫn nhớ những ngày thơ bé, bàn tay cha bao mộng chở che, ấm áp lời khuyên những thứ tha vô về. Mai đây dù đường dài sóng gió xa khơi, cha vẫn là đuốc sáng hồn con và là niềm tin dẫn con đi vào đời. Tình cha cho con như mùa xuân luôn mãi nở hoa. Lời cha cho con ôi chan chứa những ân tình sâu xa. Dù cho thân con gom hết lá xanh trên rừng, đông hết lũ thơm trên đồng, cũng chẳng hề đền đáp tình cha. Lời cha trao con xin nguyện luôn ghi khắc từng giây. Tình thương nơi cha như bóng mát phủ che đời con đây. Tình cha cho con cao vút Thái Sơn muôn trùng, lai láng vì như biển đông, biết đến bao giờ mới hiểu tình cha. Cha ơi, con vẫn nhớ những ngày thơ bé, bàn tay cha bao bọc chở che, ấm áp lời khuyên những thứ tha vỗ về. Mai đây dù đường dài sóng gió xa khơi, cha vẫn là đuốc sáng hồn con và là niềm tin dẫn con đi vào đời. Tình cha cho con như mùa xuân luôn mãi nở hoa. Lời cha cho con ôi chan chứa những ân tình sâu xa. Dù cho thân con gom hết lá xanh trên rừng, đông hết lũ thơm trên đồng, cũng chẳng hề đền đáp tình cha. Cha trao con xin nguyện luôn ghi khắc từng giây. Tình thương nơi cha như bóng mắt phủ che đời con đây. Tình cha cho con cao vút Thái Sơn muôn trùng, lai láng vì như biển đông, biết đến bao giờ mới hiểu tình cha. Cha ơi, con vẫn nhớ những ngày thơ bé, bàn tay cha bao bọc chở che, ấm áp lời khuyên những thứ tha vô về. Mai đây dù đường dài sóng gió xa khơi, cha vẫn là đuốc sáng hồn con và là niềm tin dẫn con đi vào đời. Tình cha cho con như mùa xuân luôn mãi nở hoa. Lời cha cho con ôi chan chứa những ân tình sâu xa.
dù cho thân con gom hết lá xanh trên rừng, đông hết lúa thơm trên đồng, cũng chẳng hề để đáp tình cha. Lời cha trao con xin nguyện luôn ghi khắc từng giây, tình thương nơi cha như bóng mát phủ che đời con đây. Tình cha cho con cao vút Thái Sơn muôn trùng, lai láng vi như biển đông, biết đến bao giờ mới hiểu. Tình cha. Thank you.
Thank you.
Thank you.
trợ tổ chức lễ tang cụ Nguyễn Hữu Cường, hội viên Hội người cao tuổi Việt Nam, hội viên Hội chữ thập đỏ xã Đại Hợp. Xin kính mời các quý vị đại biểu cùng toàn thể quý khách gần xa đứng dậy hướng về linh sàng của cụ để tổ chức lễ viếng và cử hành lễ an táng. Các quý vị đại biểu, các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể quý khách gần xa, thưa tang quyến gia đình, trong lúc toàn đảng, toàn dân xã nhà đang tích cực thi đua, lao động, sản xuất, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của năm 2017, thì ban tang lễ của địa phương nhận được tin buồn của ông Nguyễn Hữu Toán cùng gia đình kính báo đảng, chính quyền địa phương được biết ông có phụ thân là cụ Nguyễn Hữu Cường, sinh năm 1931. Trong thời gian lâm bệnh, mặc dù đã được gia đình, các con, các cháu cùng toàn thể các y bác sĩ đã tận tình cứu chữa, song do tuổi cao, sức yếu, bệnh trọng, cụ không qua khỏi, đã từ trần vào hồi 7 giờ 40 phút ngày 3 tháng 4 năm 2017, tức ngày 7 tháng 3 năm Đinh Dậu, hưởng thọ 87 tuổi. Sáng nay, ban tổ chức lễ tang của địa phương tổ chức lễ viếng và cử hành lễ an táng cho cụ. Ban tổ chức lễ tang gồm có: 1. Ông Trần Văn Nguyên, trưởng thôn Đại Lộc 2, làm trưởng ban. 2. Ông Trần Văn Tuân, phó trưởng đảng văn hóa Đại Lộc, làm phó ban. 3. Ông Đồng Quốc Số, phó trưởng đảng văn hóa Đại Lộc, phụ trách quản trang, làm ủy viên. 4. Cụ Trần Quang Đạt, chi hội trưởng, trưởng ban công tác mặt trận cơ sở thôn Đại Lộc 2, làm ủy viên. 5. Ông Nguyễn Ngọc Sơn, chi hội trưởng, chi hội người cao tuổi thôn Đại Lộc 2, làm ủy viên. 6. Bà Hoàng Thị Nhiễu, chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn Đại Lộc 2, làm ủy viên. 7. Ông Nguyễn Hữu Phong, đại diện gia đình nhà Hiếu, làm ủy viên. Về dự lễ viếng và lễ an táng của cụ hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu có các đoàn đại biểu đại diện cho đảng, chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể, các tổ chức chính trị, kinh tế xã hội, hợp tác xã dịch vụ lâm nghiệp Đại Hợp, họ hàng nội ngoại, các gia đình thông gia, liên gia, anh em bạn bè thân bằng cố hữu gần xa, cùng toàn thể quý khách, bà con trong xóm ngoài làng đã về dự đông đủ. Sang phần lễ viếng, thay mặt ban tổ chức, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đoàn đại biểu đại diện cho Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đại Hợp lên thắp hương và làm lễ viếng. Tiếp theo, xin trân trọng giới thiệu và kính mời đoàn đại biểu đại diện cho chi hội người cao tuổi thôn Đại Lộc 2 lên thắp hương và làm lễ viếng. Xin trân trọng. Đoàn đại biểu đại diện cho ban quản trị hợp tác xã dịch vụ lâm nghiệp Đại Hợp lên thắp hương và làm lễ viếng. Xin trân trọng kính mời đoàn. Và kính mời và đại biểu đại diện cho hội chữ thập đỏ xã Đại Hợp lên thắp hương và làm lễ viếng. Xin trân trọng. Tiếp theo, xin trân trọng giới thiệu và kính mời một vị đại biểu đại diện cho hội nông dân xã Đại Hợp lên thắp hương và làm lễ viếng. Xin trân trọng kính mời. Tiếp theo, xin trân trọng giới thiệu và kính mời đoàn đại biểu đại diện cho ban vận động xây dựng làng văn hóa Đại Lộc và đoàn đại biểu đại diện cho cấp ủy chính quyền thôn Mật, thôn Đại Lộc 2 lên thắp hương và làm lễ viếng. Xin trân trọng.
được tin cụ mất, từ chiều qua cho đến sáng nay đã có trên 200 đoàn đến thắp hương và làm lễ viếng chia buồn cùng gia đình. Kính thưa hương hồn cụ Nguyễn Hữu Cường, hội viên hội người cao tuổi Việt Nam, hội viên hội chữ thập đỏ xã Đại Hợp, kính thưa các quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân, thưa tang quyến gia đình, cụ Nguyễn Hữu Cường sinh năm 1931 là hội viên hội người cao tuổi Việt Nam, hội viên hội chữ thập đỏ xã Đại Hợp, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng, đã vĩnh biệt chúng ta trong giờ phút chia ly đầy xúc động trước cảnh đau thương mất mát của con cháu, anh chị em ruột thịt, họ hàng nội ngoại đôi bên, của bà con trong xóm ngoài làng, của bạn bè thân bằng cố hữu gần xa, của hội người cao tuổi, hội chữ thập đỏ xã Đại Hợp. Hôm nay chúng ta tập trung trọng thể tại đây để dành ít phút ôn lại quá khứ cuộc đời trước khi cụ Nguyễn Hữu Cường vĩnh biệt chúng ta. Cụ Nguyễn Hữu Cường sinh năm 1931 tại phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng. Cụ sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống cách mạng và giàu lòng yêu nước. Cũng như nhiều gia đình khác trong làng, cụ đã trải qua bao gian nan cực nhọc, tần tảo sớm khuya vì miếng cơm manh áo, mặt chắp mồ hôi thảm hạ, ướt đầm bút giá ngày đông. Trong những năm giặc Mỹ leo thang bắn phá miền Bắc diễn ra ở địa phương, cụ đã tham gia thanh niên xung phong. Tháng 2 năm 1959, cụ đã tình nguyện tham gia vào quân đội nhân dân Việt Nam. Cụ đã hoàn thành xuất sắc tất cả các nhiệm vụ một cách vẻ vang mà Đảng và quân đội nhân dân Việt Nam giao phó. Năm 1962, tổ chức phân công cụ làm trưởng phòng cung tiêu vật tư của xí nghiệp Z21 tại Thủy Nguyên, Hải Phòng. Tháng 12 năm 1991, cụ về Điền Viên cùng gia đình tại thôn Đại Lộc 2, xã Đại Hợp, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng. Về đời tư, do lương duyên biển định, cụ đã xây dựng gia đình với cụ bà Phạm Thị Bấm, thôn Đại Lộc 2, xã Đại Hợp, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng. Trai nông thôn và gái đồng nghiệp, hợp cảnh hợp tình tâm đồng ý hiệp, để kết tóc xe tơ hẹn nhau đến ngày răng long đầu bạc. Cụ đã cùng vợ sinh được 9 người con, 6 trai, 3 gái. Ở cái làng quê nghèo quanh năm lấy ruộng đồng làm nghề sinh sống, cho nên có lúc cuộc sống cũng thiếu thốn trăm bề. Tuy vậy, cũng vẫn cùng vợ khó khăn không nản, gian khổ không sờn lòng, chung lưng đấu gật, kiếm từng đồng tiền bát gạo để nuôi dạy các con ăn học trưởng thành. Đối với xã hội, cụ là người tiêu biểu trong mọi phong trào thi đua yêu nước. Các con của cụ có nhiều tâm huyết với làng xã nói chung. Cụ luôn động viên con cháu làm nhiều việc tốt, được cộng đồng xã hội ghi nhận đánh giá cao. Đối với dòng họ Nguyễn Hữu, với vai trò cây cao bóng cả, luôn nhắc nhở anh chị em con cháu duy trì, xây dựng, phát huy truyền thống nề nếp gia phong của họ tộc, xây dựng dòng họ vững mạnh. Tin tưởng cuộc sống cứ êm đềm trôi qua, thì thật không may căn bệnh hiểm nghèo đã ập đến. Mặc dù đã được gia đình, các y bác sĩ đã tận tình hết lòng chạy chữa thuốc thang, ai cũng mong muốn cho cụ mau khỏi bệnh tiếp tục cuộc sống gia đình. Nhưng số phận đã an bài, thuốc chữa được bệnh, sao chữa được mệnh trời. Thế là cụ đã ra đi mãi mãi không còn trên cõi đời này, để lại nỗi đau thương tổn thất lớn lao cho gia đình, các con, các cháu của cụ. Các con của cụ mất đi một người cha hết mực kính yêu, các cháu của cụ mất đi một người ông, người cụ hiền từ mẫu mực. Nội ngoại tộc mất đi một thành viên xuất sắc, hàng xóm láng giềng giờ đây mãi mãi không còn tình họ của cụ. Chỉ ít phút nữa đây thôi, mọi người chúng ta cùng với gia đình, người thân, con cháu của cụ chậm chậm bước bên nhau nòng bùi ngùi xúc động, tiễn đưa cụ về nơi an nghỉ cuối cùng. Đây cũng là nghĩa cử lần cuối đối với người đã khuất, là vơi bớt nỗi đau buồn, làm ấm lại lòng người trong khung cảnh biển ly trần thế âm dương đôi ngả. Thôi, đánh tin vào số phận và định mệnh, sinh có hạn, tử bất kỳ, đó cũng là quy luật của tạo hóa trường tồn. Thật là đau thương lớn lao, tổn thất nặng nề không gì bù đắp được. Giờ phút biển ly tràn ngập trong gia đình đã đến. Con mất cha, cháu mất ông, mất cụ, anh chị em cô dì chú bác mất từng người thân thiết. Âm dương đôi ngả đã đến gần. Chúng tôi ban tang lễ thay mặt cho cán bộ nhân dân Đảng Văn hóa Đại Lục Đại Đồng vĩnh biệt cụ, chúc cụ yên giấc ngàn thu về chốn Bồng Lai thiên cổ. Để tỏ lòng thương tiếc cụ, xin kính mời các quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân có mặt trong buổi tang lễ dành một phút mặc niệm cụ bắt đầu.
Tiếp theo, xin trân trọng giới thiệu và kính mời một vị đại biểu đại diện cho gia đình nhà Hiếu nên có lời cảm tạ. Xin trân trọng. Kính thưa đoàn đại biểu đại diện cho Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các quý vị đại biểu đại diện cho các ban ngành, đoàn thể, xã, đại hợp. Kính thưa đoàn đại biểu đại diện cho cấp ủy của chi bộ, các tổ chức chính trị xã hội thôn Đại Lộc 2, ban xây dựng làng văn hóa Đại Lộc. Kính thưa các cụ, các ông bà họ hàng đồng ngoài, bà con thôn xóm, bạn bè và những xa gần, các quý ông bà thông gia nhân gia. Cụ tôi là Nguyễn Hữu Cường, trong một thời gian dài lâm bệnh, dù đã được tập thể y bác sĩ bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp và người thân trong gia đình tận tình chăm sóc và cứu chữa, nhưng vì tuổi cao bệnh trọng nên không qua khỏi, cụ đã chút hơi thở cuối cùng vào hồi 7 giờ 40 phút ngày 3 tháng 4, tức ngày 7 tháng 3 năm Đinh Dậu, cụ hưởng thọ 87 tuổi. Đây là một tổn thất lớn lao không gì bù đắp được. Trong thời gian của tôi lâm bệnh cũng đã được sự động viên thăm hỏi của các quý cụ ông bà hai bên lộn ngoài, bà con lối xóm xa gần. Đó là một nghĩa cử vô cùng cao đẹp mà gia đình chúng tôi không bao giờ quên ơn được. Hôm nay trong buổi lễ tang trang trọng này, tôi thay mặt cho gia đình nhà Hiếu xin chân thành cảm ơn các quý vị đại biểu đại diện cho Đảng, chính quyền địa phương, bà con trong xóm ngoài làng, thân bằng cố hữu gần xa, các cơ quan đơn vị nơi các con của cụ công tác và cư trú đã dành thời gian quý báu của mình về chia buồn và dự buổi lễ tang của tôi với tấm lòng thành kính nhất. Xin cảm ơn Đại Đức Thích Quảng Hạnh, trưởng ban Phật giáo huyện Vĩnh Thủy cùng các tăng ni Phật tử chùa Vĩnh Định từ hôm qua đến hôm nay cũng đã đến thắp tâm độ lượng cho anh linh của tôi được siêu thoát nơi ánh sáng vĩnh hằng. Trong lúc tăng gia bối rối có điều gì khiếm khuyết xin được lượng thứ. Sau khi tiễn đưa của tôi về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang thôn làng văn hóa Đại Lộc, xin kính mời các quý vị trở lại cùng gia đình xơ chầu uống nước để gia đình nhà Hiếu chúng tôi có lời tri ân và cảm tạ. Xin chân thành cảm ơn. Kính thưa các quý vị đại biểu cùng toàn thể quý khách, buổi tổ chức lễ viếng và cử hành lễ an táng cho cụ Nguyễn Hữu Cường sáng nay đến đây là kết thúc. Một lần nữa thay mặt cho ban tổ chức lễ tang làng văn hóa Đại Lộc cùng với gia đình nhà Hiếu, xin chân thành cảm ơn các quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân đã về dự lễ tang của cụ sáng nay. Xin kính mời các quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân đưa linh cữu cụ về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang nhân dân làng văn hóa Đại Lộc, phần chấp hiệu do ban nhạc Hiếu. Thank you.
sống có cháu con nội ngoại, khi đi xa lại có nội ngoại cháu con. Một nén hương tỏ tấm lòng thơm thảo, xin dâng người lòng thành kính vô song. Tình bạn như ngọn gió lành, như dòng suối mát đẹp trong tình người. Hãy cho con cháu cụ được trăm nghìn lần cúi đầu tạ lễ, và xin được ghi lòng tạc dạ sự quan tâm của các quý vị đã về thăm viếng hương hồn cụ hôm nay. Không biết nói gì hơn trước tấm lòng tình nghĩa cao cả này. Một lần nữa, con cháu xin cúi đầu đa tạ. Âm dương cách biệt muôn trùng, người đi đi mãi, mãi không trở về. Cháu con thương nhớ não nề, trời thì đổ lửa, lòng tê buốt lòng. Cụ ơi, dù có phải lên tận trời cao hay xuống cùng đáy biển để lấy thuốc cứu người sống lại, thì chúng con vẫn không ngần ngại hiểm nguy. Nhưng than ôi, sinh có hạn, tử bất kỳ, trên đời này ai mà cưỡng được mệnh trời, chỉ trách thay tạo hóa xoay vần, tử thần nghiệt ngã. Trước lúc đi xa, mấy đêm liền điện thắp sáng thông đêm. Ý tưởng của người muốn cho trong nhà này bao giờ cũng sáng. Dạ, sống làm người trước hết phải biết trồng cây đức, phải siêng chăm cho bền gốc tươi cành, phải giữ gìn nề nếp gia phong, trên dưới thuận hòa, gia đình hạnh phúc. Thank you.
trang trụ hôm nay bằng cả tấm lòng. Đội trống đội kèn của nhà Trung tiễn biệt người trong giây phút thiêng liêng và trang trọng. Tiếng trống tiếng kèn nghe vang vọng một vùng quê. Bản hợp xướng của đồng quê vang trong khoảnh khắc. Nỗi tiếc thương này lắng đọng sâu xa. Trong giờ phút tống trung thiêng liêng này, mọi người đã có mặt đông đủ. Tiếng trống phách, tiếng kèn của hai đoàn nhạc hiếu hòa quyện vào nhau như bản hợp xướng trầm hùng một vùng quê rạo rực con tim rung động lòng người. Đi đầu đoàn đưa tang là cờ đối trướng đang tung bay dợp cả trời xanh. Vòng hoa nối tiếp vòng hoa, tình sâu nghĩa nặng gần xa cùng về. Vòng hoa rực rỡ đồng quê, trải dài như sóng, nhấp nhô nắng vàng. Sống vinh hạnh, chết vẻ vang. Người đi thanh thản, suối vàng, nâng du. Bước chân con chậm chậm như níu lại thời gian, kéo dài buổi tiễn đưa ta về cõi hạc. Nước mắt tuôn trào theo mỗi bước chân. Trong đoàn người tiễn đưa cụ về nơi an nghỉ cuối cùng hôm nay, có đông đủ bà con, anh em cô bác, dân làng, tình liên gia, thông gia, bạn bè bằng hữu gần xa và tình cảm thiêng liêng của tình đồng chí, những người đã từng cùng chiến đấu với con cháu của cụ. Quý là tình cảm thiết tha, trọng là nghĩa cả đậm đà thủy chung. Đoàn người đi nghiêng nghiêng, đoàn người cao vời vợi, như đang đi lên trời đưa người về cõi phật. Đoàn đưa tang thật dài, người đông như vô tận. Linh cữu đi chậm chậm, mặt trời nắng chói chang, mồ hôi hòa nước mắt, nghĩa ân tình lắng sâu. Thiên bác nắng đội đầu, tình người làm dịu mắt. Ơi đồng nội quê hương, trải chín nắng mười sương, trong dãi dầu khuya sớm, đó là tình ruột già, đó là tình đồng chí, đó là tình quê hương. Thank you.
con cứ ngỡ rằng núi Thái Sơn không bao giờ ngã xuống. Con cứ ngỡ rằng bàn tay cha mãi mãi bên con. Nhưng hôm nay bóng dáng cha đã khuất xa rồi, núi Thái Sơn ngã bóng cuối trời. Con ở lại với nỗi đơn côi, gọi thầm tên cha, cha ơi, cha ơi. Con cứ ngỡ rằng núi đá kia một đời đứng vững. Con cứ ngỡ rằng rồi mai đây được báo hiếu công ơn. Nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn chìm giữa biên đời, có dòng lệ thấm xuống đại dương. Nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn tìm đến cuộn, có dòng lệ thấm xuống hồn thank you.
ấm áp như vầng thái dương, ngọt ngào như dòng nước trôi đầu nguồn. Suốt đời vì con gian nan, ân tình đậm sâu bao nhiêu. Cha hỡi cha già dấu và con nhớ mãi những ngày tháng qua, kỷ niệm năm nào có phai trong lòng. Nhớ hoài tuổi thơ bên cha, gian khổ ngày đêm chăm lo, mong muốn con được lớn. Còn nhớ những ngày ấy, những đêm trường xa lạnh, và cha nằm ôm con sưởi ấm những cánh già, nhẹ nhàng ôm con và cha khẽ nói: này con yêu ơi, con hãy nhớ, hãy nhớ lời cha sống cho nên người. Và con ơi chớ bao giờ dối gian, nghèo thì cho sách, sách sao cho thương. Những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già dấu ngày ấy, những đêm trường xa lạnh, và cha nằm ôm con sưởi ấm những cánh già, nhẹ nhàng ôm con và cha khẽ nói: này con yêu ơi, con hãy nhớ, hãy nhớ cha sống cho nên người. Và con ơi chớ bao giờ dối gian, nghèo thì cho sạch, sạch sao cho thương. Những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già dấu yên, những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già dấu. Cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già dấu. Những lời của cha năm xưa. Thank you.
Giây phút đau thương nặng nề này, con cháu muốn níu giữ cố quan tài từ từ cũng cũng được. Thiên thu vĩnh biệt là đây. Ơi trời cao lồng lộng, ơi đất dày thẳm sâu. Sống nhờ đất, chết lại về với đất. Bởi có tình người làm ăn chân thật, ông cha ta đã dày công nuôi đất. Đất tốt tươi, đất lại nuôi người. Đúng là người với đất là bạn đời muôn thuở. Và đất nước này cũng trải bao cuộc thăng trầm lịch sử. Ta nhớ ơn người muôn thuở, đất nước ơi. Đây nắm đất quê nhà, con cháu đắp lên phần mộ. Chúc người yên giấc mộng say. Nghìn thu thơm thảo đất này quê hương. Ôi cái chết đã gieo mầm sự sống, người hóa thân vào đất quê hương. Cho hoa trái bốn mùa hương thơm vị ngọt, cho đồng quê bát ngát mùa vàng.
cha như